Nên mong cả nhà Facebook chia sẻ mạnh để bà con, một số hộ dân như tôi đang quay đây thì chưa biết được như thế nào để bà con về lấy đồ đạc trong nhà. Có một số cái vật dụng trong nhà, tôi nghĩ rằng là trong đêm nay thì một số hộ dân chỗ này thì chắc chắn sẽ bị những cái cơn sóng dữ làm cho bà con mất cảnh giác. Nên là xin cả nhà Facebook chia sẻ nha, tôi đang đứng ngay có những cơn sóng dữ bờ biển của thị xã La Ghi của tỉnh Bình Thuận. Bà con chia sẻ mạnh ạ. Mong cả nhà Facebook chia sẻ nha, chia sẻ để đến những cái nối kết nối máy của những anh em khu vực La Ghi của tỉnh Bình Thuận, chia sẻ mạnh ạ, để bà con biết được để phòng chống ạ. Tôi sẽ cố gắng chịu đựng, tôi sẽ đứng đây khoảng 5-7 phút nữa, nếu mà sóng nó dữ quá thì chắc chắn tôi cũng phải xin phép là được nghỉ. Đây, sẽ quay cho bà con xem một số hộ dân nó chỉ còn khoảng 5 mét nữa. 5 mét nữa thì những cái cơn sóng dữ nó sẽ ập vào nhà. Khoảng 5 mét thôi, cách những hộ dân khoảng 5 mét thôi ạ. Nên mong bà con chia sẻ dùm ạ. Những anh em nào ở Hồ Tôm, La Ghi, Bình Thuận chia sẻ dùm ạ. Để bà con biết được ạ. Những cái hộ dân này chỉ còn 5 mét ạ. 5 mét. Rồi, rất chi là cảm ơn cả nhà Facebook. Hiện tại giờ này là có 366 bạn đang xem. Mong tất cả các nhà chia sẻ. Tôi sẽ cố gắng đứng gần những cái cơn sóng dữ này để quay những cái hình ảnh mà bão số 9 đổ bộ vào tỉnh Bình Thuận. Trong đấy có thị xã La Ghi. Thấy là sóng rất dữ, bão chưa vào nhưng mà những cái làn sóng có thể cao 2-3 mét đập vào những cái hộ dân san bằng đấy, cả nhà thấy đây là rất là dữ. Bão thì chưa vào nhưng bản thân tôi đứng thì hiện tại đã ướt hết rồi, nước ập vào đã ướt hết rồi, nhưng mà tôi sẽ cố gắng quay những cái hình ảnh trực tiếp như thế này, nó thật sự như thế này để cho tất cả. Mấy đồng chí đang nhắc tôi là không được đứng gần biển, không được đứng gần sóng, sợ tôi bị sóng nó đập nó vỗ ra ngoài. Mấy chị em đang gọi tôi vào bờ, vào sát bờ, thế sóng dữ quá. Thế nên là gọi tôi ra vào sát bờ, tôi đứng gần ngoài quá, sợ sóng nó cuộn vào. Thật đúng là thiên tai, những hình ảnh này hiếm hoi lắm. Bao nhiêu năm Bình Thuận lại quay lại những cơn bão. Rồi xin chào cả nhà Facebook nhé. Chắc bây giờ tôi là phải rút lui rồi. Nó càng ngày nó càng dữ nên là tôi thì tới đây thôi. Tôi xin phát trực tiếp tới đây. Cũng mong sao để cơn bão này cũng không làm ảnh hưởng lớn tới địa bàn xã Tân Phước, trực thuộc của thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Xin chào tất cả anh chị em nhé. Xin thông báo hiện nay cơn bão số 9 đã tới. Rồi.
cách bờ biển thị xã La Ghi khoảng 150 km về hướng đông. Hiện tại chúng tôi đang di dời bà con tại khu chiều cường Hồ Tôm. Bão kết hợp nước chiều cường dâng cao hiện nay rất là nguy hiểm, xin thông báo bà con. Nhanh lắm. Nước biển đã lên, sóng đã lên khoảng 3 mét, dập vào nhà dân. Mấy chị em chia sẻ live stream để bà con biết nói báo nhá. Mấy chị em chia sẻ live stream nhá. Chia sẻ live stream để bà con biết né bão nhá. Hiện tại giờ chúng tôi đang ở chiều cường thôn Hồ Tôm. Sóng lên rất là cao. Đã vỗ vào một số hộ dân. Chị em chia sẻ nhá, chia sẻ cho bà con nào không biết ở nhà hiện tại sóng đang bị vào hộ dân nhá. Để về bà con biết đường né bão. Chia sẻ mạnh nhá. Giờ này rất nguy hiểm ạ, rất nguy hiểm ạ. Bản thân tôi cũng không dám đi nữa. Nước vào mạnh quá. À, anh nói anh Hòn chạy cái xe giùm em cái. À, cái xe đỏ của anh nhá. Xe đỏ của anh giúp anh ơi. Cái xe đỏ Nam ơi. Ôi bà con tốc hành đi. Không kịp nữa rồi. Bà con tốc hành đi. Trời ơi giờ này mới đi cho. Chỗ 4 ngay vô nhà xe có nhà nhớ có xe đây. Rất nguy hiểm. Anh chị em nào đang xem livestream chia sẻ nhá. Chia sẻ để bà con biết nhá. Giờ này là 1:20. 13:20. Hiện tượng ở Hồ Tôm là hiện tại giờ này sóng biển đang dâng cao và đã san bằng toàn bộ khu vực Hồ Tôm. Chúng tôi đang giúp bà con di rời những người già, trẻ em, phụ nữ. Nhưng mà giờ nước mênh mông hết rồi. Nước mênh mông quá rồi. Giờ này nước đã san bằng khu vực thôn Hồ Tôm của xã Tân Phước, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Chúng tôi đang đi để di rời, nhắc nhở bà con phụ nữ, người già, trẻ em. Hiện tại giờ sóng cao khoảng 3 mét. Sóng biển cao khoảng 3 mét. Tốc hành đi. Để bố này.
để đi lát cúp điện, lát trụ điện ở nhà. Không không, cái này là chắc báo cúp điện thôi. Cúp điện đi chứ. Nói nhà đèn cúp điện thôi. Đâu nói nhà đèn cúp điện, đang sợ mấy cái trụ điện này nó đổ xuống còn điện mà. Em ơi, dẫn cô ra ngoài có xe đấy nè. Cô ra ngoài có xe đang chờ ngã ba, cô ra ngoài có xe đang chờ ngã ba. Chị em chia sẻ mạnh nhá. Chia sẻ mạnh đi, qua cố gắng qua ra ngoài biển qua quay cho chị em xem rồi. Phát để chị em cho bà con biết để né bão. Bão thì chưa tới nhưng hiện tại giờ chiều cường của thôn Hồ Tôm rất là nguy hiểm. Sóng biển cao khoảng cỡ 3 mét. Đã làm một số hộ dân không còn nhà ở nữa. Xe lúc nãy ta mang dắt trước thì xe giờ đi xuống đi. Hiện tại tôi giờ đây. Tình hình là nước nó chuẩn bị là dâng qua bờ kè luôn rồi, sóng rất là lớn mạnh, rất là nguy hiểm, đang có mưa.